Sau gần 2 tuần thi công, đường hoa Nguyễn Huệ đã hoàn thành hơn 90% các công đoạn. Đường hoa năm nay đơn giản hơn nhưng có những tiểu cảnh mới lạ, lần đầu xuất hiện. Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Kỷ Hợi 2019 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ đón khách từ ngày mùng 2 tháng 2 năm 2019, 28 tháng Chạp, đến ngày mùng 8 tháng 2 năm 2019, mùng 4 Tết. Với chủ đề thành phố Hồ Chí Minh, khát vọng vươn xa, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Kỷ Hợi 2019 có chiều dài 720m gồm 3 phân đoạn chính. Thành phố nghĩ tình giàu bản sắc, thành phố thông minh, thành phố của tương lai và đô thị sáng tạo. Khu vực cổng chính ở vị trí trung tâm nổi bật đại gia đình Hợi, linh vực năm 2019 với 9 thành viên cùng nhau đi chơi, sắm Tết ở chợ Bến Thành. Chiều cao cổng chính hơn 6,8m, trong đó, heo cha cao 2,9m, heo mẹ cao 2,6m trong trang phục áo dài nón lá, áo dài khăn RN đặc trưng Nam Bộ với hai gam màu ngày Tết là đỏ may mắn và màu vàng của sự thịnh vượng, mang lại cảm giác hưng phấn, vui vẻ, tràn đầy năng lượng cho một năm vạn sự tốt đẹp. Dọc theo đường hoa từ cổng chính đi vào là hình những chú heo vui vẻ cũng đã được lắp đặt xong. Đại cảnh giai điệu mùa xuân tại đường hoa là thế giới của hoa, cây lá cao và tre. Điều đặc biệt nhất của đường hoa Kỷ Hợi 2019 chính là sự xuất hiện của 6 chú heo đất tại 6 vị trí đặc biệt dọc đường hoa. Sự xuất hiện của chú heo đỏ trên lưng mang họa tiết mai vàng và biểu tượng đồng tiền với tên gọi thân thương. Nuôi heo đất, Tết làm điều hay, chung tay đóng góp cho học sinh nghèo thành phố Hồ Chí Minh. Những chú heo linh vật tại đường hoa Nguyễn Huệ đều được bao lại bằng ni lông và vải để bảo quản, gần đến ngày khai mạc sẽ được đơn vị thi công tháo ra. Công tác thi công đường hoa Tết Kỷ Hợi 2019 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ vẫn đang rất tất bật với những phân đoạn cuối cùng để đảm bảo tiến độ. Nhìn chung đường hoa đã hoàn thành các tiểu cảnh chủ đạo. Hoa từ khắp nơi vẫn đang chuyển đến để tô điểm cho đường hoa Tết năm nay. Đại cảnh Internet vạn vật với những quả cầu hình khối đa giác gắn kết với nhau mang hai sắc thái khác nhau trong cùng một ngày. Năm nay, ban tổ chức áp dụng công nghệ Molam giúp những chậu cây tự phát sáng chuyển màu trong đêm và nắp ngọc trai tự động đóng mở sẽ mang lại hơi thở của cuộc sống về đêm cho đại dương xanh trên đường hoa Nguyễn Huệ. Những chú heo nghệ sĩ trên đường hoa Nguyễn Huệ 2019 được thiết kế, tô vẽ bằng màu sắc vui vẻ, bắt mắt. Đại cảnh nhịp cầu hoa với cầu gỗ không tay vịn bắc qua thảm hoa lớn nhiều họa tiết mô tả sự chuyển động cùng những quả cầu mang biểu tượng Big Data thể hiện sự gắn kết, sự hiện hữu của công nghệ trong mọi mặt của cuộc sống. Công nhân chăm sóc, tưới nước cho hoa mỗi buổi chiều tại đường hoa Nguyễn Huệ Tết Kỷ Hợi. Cuối đường hoa Nguyễn Huệ là một chuỗi tiểu, đại cảnh thống nhất với tên gọi tinh hoa vương cao dài khoảng 50m. Bút hoa lớn nhất ở giữa làm bằng khung sắt, Forme tạo hình và Mica màu viền led hé lộ con số 2019 với khát vọng trong năm Kỷ Hợi 2019. Hoàng Triều thực hiện,